Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự được phát trực tiếp trên kênh Nông nghiệp Nông thôn VTC16. Chương trình ngày hôm nay, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương mỗi năm phải giảm 1,5 đến 2% biên chế. Đặc biệt những biên chế sáng cấp ô đi tối cấp ô về sẽ bị cắt giảm trước tiên. Sau một thời gian dài rớt giá, giá cao su bắt đầu tăng trở lại. Chính phủ chỉ đạo có cơ chế vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp và các hộ nuôi tôm. Trong phần tin quốc tế, Quốc hội Mỹ xác nhận ông Trump đắc cử Tổng thống. Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm phải giảm 1,5 đến 2% biên chế. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương tại chỉ thị số 2 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế vừa được ký ban hành. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết và trực tiếp làm hoặc không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài nhà nước. Đồng thời cần sắp xếp đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Từ nay đến năm 2021, mỗi năm bộ ngành địa phương thực hiện giảm từ 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các bộ ngành địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015. Bên cạnh phải giảm từ 1,5 đến 2% biên chế thì chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là phải tinh giản biên chế đối với các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, những cán bộ công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức sẽ được cơ quan đứng đầu thực hiện tinh giản. Ngoài ra, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức viên chức hàng năm, thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế. Vâng, và chúng ta thì hẳn vẫn còn nhớ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính là người từng có những phát ngôn và hành động gay gắt, quyết liệt nhất về chất lượng cán bộ. Trong một phát biểu vào hồi đầu năm 2013 thì Thủ tướng đã từng nêu là trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu là sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Và chúng tôi mong rằng là với những chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính phủ, tình trạng này sẽ được xóa bỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính, để những người nông dân của chúng ta sẽ bớt vất vả mỗi khi làm việc với cơ quan công quyền. Vâng, xin được chuyển sang một tin tức khác. Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và thời điểm giáp hạt năm nay thì tỉnh Thanh Hóa có tới 4 trên 11 huyện miền núi đã quyết định là không xin gạo cứu đói. Mà để cho nhân dân vui Tết không bị thiếu đói, các địa phương này đã tự cân đối nguồn lương thực và kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng chung tay lo Tết cho người nghèo. Bốn huyện miền núi biên giới của tỉnh Thanh Hóa không xin gạo cứu đói, gồm Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh. Đây là những địa phương nằm trong số 62 huyện nghèo nhất cả nước. Đại diện các địa phương này cho biết, huyện thống nhất không làm tờ trình lên tỉnh xin gạo cứu đói, mà địa phương tự cân đối nguồn lương thực để lo Tết cho nhân dân. Được biết, trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xin hỗ trợ hơn 650 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2017 cho 15.406 hộ trên 43.350 nhân khẩu, với mức hỗ trợ là 15 kg một người một tháng. Trái ngược với tinh thần trên của các huyện nghèo miền núi, hiện vẫn không còn ít các tỉnh là không quá khó khăn, thậm chí là nằm giữa vựa lúa như là tỉnh Hà Nam thì vẫn xin chính phủ cứu đói. Và hiện thì cả nước đã có 12 tỉnh xin cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi bàn đến trong một chương trình chính sách hành động trong thời gian gần nhất. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Do phải hứng chịu nhiều trận lũ nên các diện tích hoa Tết được cứu vớt sau lũ tại tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt với nạn sâu bệnh tấn công gây hại trên diện rộng. Thay vì chuẩn bị bán hoa cho thương lái như mọi năm, thì hiện tại người trồng hoa huyện Tư Nghĩa đang phải vất vả với việc xử lý sâu bệnh gây hại trên hoa. 300 chậu hoa cúc còn sót lại sau lũ của gia đình chị Một đang bị sâu bệnh gây hại, nhất là bệnh nấm lá. Nguy cơ mất trắng vụ hoa là khó tránh khỏi. Nhiều ngày nay, chị Một đang cố sức tìm cách cứu lấy số hoa này để vớt vát phần nào thiệt hại.
cũng nổn chứ, nhưng mà mình tiếc cái công mình lùm bả tốn tháng trời thì mình phải rón thôi. Phải rón tan tiêu được kế nào được, ví dụ như kế nào nó được thì mình đi thị trường bón, còn kế nào nó ái thì mình lại nhổ. Cách đó không xa, gần 250 chậu hoa cúc của chị Túc cũng đang bị sâu bệnh gây hại. Hàng trăm chậu hoa cúc đang bị rụng lá. Những ngày này, chị phải thường xuyên phun thuốc và dinh dưỡng kích thích cho hoa phát triển để có thể bán dịp Tết. Thuốc bệnh là bơm miết thôi. Nó cứ nó là nó vòn lá, nó chấm lá, nó bắt trào đó. Là bơm miết à. Nếu không bơm thì nó hư hết, nó trái hết như kia nè. Nếu không bơm thì nó trái, nó rụi hết luôn. Giờ mình phải cố gắng xử lý nó còn được bao nhiêu được để cứu vớt qua ngày Tết chứ. Bây giờ mình đầu tư ra nhiều không được. Chưa có năm nào mà người trồng hoa Tết ở tỉnh Quảng Ngãi lại khổ sở như năm nay. Sau lũ, nhiều diện tích hoa đã bị mất trắng. Số còn lại sống sót được thì lại bị sâu bệnh gây hại. Người trồng hoa năm nay lại phải đối diện với một cái Tết buồn. Tiếp theo là những tin vui về sản xuất của bà con. Sau một thời gian dài rớt giá thì nhiều người đã phải tính đến chuyện là chặt phá cây cao su để trồng cây khác, thì hiện nay giá cao su đã bắt đầu tăng trở lại. Ghi nhận tại Cam Lộ, một trong những địa phương có diện tích cao su lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Có 2,5 hecta cao su đang trong thời kỳ khai thác. Nhưng một thời gian dài, gia đình ông Thắng không khai thác mủ bởi giá quá thấp, thu không đủ bù chi. Những ngày gần đây, giá mủ cao su trên thị trường tăng trở lại. Gia đình ông cũng như những người trồng cao su ở Cam Lộ hết sức phấn khởi, huy động nhân lực tập trung khai thác. Với giá như hiện nay, mỗi ngày gia đình ông có nguồn thu nhập trên dưới 1 triệu đồng. Cuối năm đầu năm mới thì giá cả còn nhích lên, gấp đôi nên là bà con rất phấn khởi và cố gắng khai thác. Nhưng gia đình tôi là khai thác một ngày bình quân là trên 1 triệu. Hiện toàn huyện Cam Lộ có trên 4.200 ha cao su tiểu điền, trong đó gần 2.300 ha đang khai thác, tổng sản lượng mủ hàng năm đạt gần 2.500 tấn. Sau một thời gian dài giá xuống thấp, hiện tại giá mủ cao su đã tăng trở lại. Trung bình giá dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng 1 kg, đem lại thu nhập khá cho người trồng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bà con tranh thủ cào ban ngày và nhập tới chiều tối, thì chúng tôi vẫn là hỗ trợ cho anh em là làm để kịp thời là phục vụ cho bà con để nhập mủ cho kịp thời, cho nếu không thì sẽ mủ sẽ bị đông. Ngoài ra những cái chính sách đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật chống đông, rồi là hỗ trợ về hóa chất để cho bà con yên tâm để đưa hàng đến nhà máy có đạt chất lượng cao. Về huyện miền núi Cam Lộ, những ngày cuối năm, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của người trồng cao su sau 4 năm vắng bóng. Cũng một niềm vui khác đến với diêm dân miền Trung. Từ cuối năm 2016 cho đến nay thì giá muối tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tăng cao so với giữa giai đoạn ở giữa năm. Hiện muối đang được bán ra ở mức từ 700.000 đồng đối với muối đất và gần 1 triệu đồng một tấn đối với muối trải bạt, cao gấp đôi so với giá trước đây. Giá muối cao nhưng nông dân hiện không còn muối để bán. Mặt khác, vụ muối năm 2017 cũng bị chậm 4 tháng do thời tiết không thuận lợi, khiến cho đời sống diêm dân gặp nhiều khó khăn. Trước đó, tại nhiều địa phương, giá muối trong năm 2016 liên tục giảm, thấp hơn giá thành sản xuất 233 đến 339 đồng 1 kg. Từ tháng 7 cho đến nay, nhiều địa phương đã hỗ trợ tiêu thụ muối còn tồn kho cho dân, hỗ trợ giá sàn thu mua bằng giá thành sản xuất cộng với 30% lãi trên giá thành sản xuất. So với tháng trước thì giá ớt nguyên liệu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã và đang tăng gấp 5 đến 6 lần. Nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ tốt, trong khi thời tiết mưa nhiều, năng suất thì sản lượng ớt lại giảm mạnh. Nhiều nông dân trồng ớt đang phấn khởi thu hoạch ớt vì giá ớt liên tục tăng. Hiện tại, các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông thuộc tỉnh Đồng Tháp đang được thương lái thu mua với giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg ớt loại 1 và với giá từ 50 đến 60.000 đồng 1 kg ớt loại 2. Với mức giá này, trừ chi phí đầu tư, nông dân thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng 1 hectare ớt. Mức giá tăng kỷ lục này đã thu hút nhiều nông dân tranh thủ xuống giống ớt với giá cây giống tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với thời điểm bình thường. Nói đến nông nghiệp công nghệ cao trong nông nghiệp thì hai nội dung đang được áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất. Đó là công nghệ chọn tạo giống mới và công nghệ chăm sóc tiên tiến để giảm chi phí nhân công. Và tại tỉnh Lâm Đồng, rất nhiều mô hình nông nghiệp đã triển khai hiệu quả cả hai nội dung trên. Đã sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao được 6 năm nay,
nên việc chăm sóc những loại giống cây trồng mới với anh Trương không khó. Cùng với dưa leo baby, anh Trương còn chủ động luân phiên các loại cây trồng khác như ớt ngọt, súp lơ baby. Hiệu quả là rất là lớn. Thứ nhất là nó tiết kiệm cái diện tích của mình. Cái thứ hai là đỡ tốn nhân công. Nếu mà một sào của mình thì có thể mình trồng baby á, thì mình có thể là mình gấp 3 hoặc 4 lần so với những cái thứ khác như đại trà ở phía ngoài. Mình không có phải lo về vấn đề đầu ra, mình chỉ tập trung về cây cối cho nó tốt, sạch là được. Điểm nổi bật tại mô hình sản xuất của anh Trương là toàn bộ hệ thống tưới nước, quản lý nhiệt độ, độ ẩm đều được điều khiển bằng điện thoại di động. Điện thoại chỉ cần kết nối mạng Internet và cài đặt phần mềm liên quan. Khi độ ẩm đất hoặc nhiệt độ trong nhà kính tăng lên, bộ cảm biến sẽ báo về hệ thống trung tâm và thông tin này sẽ được chuyển đến nông dân thông qua tin nhắn điện thoại. Thiết bị này còn cung cấp cho người nông dân những thông tin hữu ích như độ pH, hàm lượng dinh dưỡng có trong đất, hướng gió, sức gió tại mảnh đất đang canh tác. Khi mà mình điều khiển tự động thì nó là rất đơn giản, không phức tạp gì hết. Mình có thể biết mọi thứ ở trên cái cây của mình, nó có thiếu nước hay không, nó đủ nước, nó đủ phân. Thì mình theo đó thì mình cứ chăm cây. Tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, hiện nay có hơn 30% cây trồng được chăm sóc trong nhà kính, nhà lưới và hơn 90% diện tích được áp dụng phương thức tưới tiết kiệm với hệ thống phun sương. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã dần tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Mình áp dụng mô hình công nghệ cao trong nhà lưới thì phải nói là hiệu quả kinh tế rất cao. Từ thu nhập bình quân có thể là từ 50-60 triệu đồng, nhưng mà hiện nay bình quân một sào rau hoa mà trồng trong nhà kính nhà lưới thì có thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng trên một năm. Những năm gần đây, nông dân Lâm Đồng đã đưa vào ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, thay đổi thói quen và môi trường canh tác của mình, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của nông nghiệp địa phương. Cũng tại Lâm Đồng thì hiện có nhiều hộ dân đang từng bước chuyển đổi sản xuất cà phê truyền thống sang sản xuất cà phê sạch. Và bên cạnh đó thì xây dựng mối liên kết chặt chẽ với nhau và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất cà phê sạch nhằm tạo dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm cà phê Lambiang Lạc Dương. Hái từng quả cà phê chín mọng, xay vỏ để ngâm trong vòng 32 giờ, đem phơi khô trên giàn cao khoảng 1 mét so với mặt đất, đo độ ẩm kỹ càng rồi đóng gói xuất ra thị trường. Đó là quy trình sản xuất cà phê của hơn 10 hộ dân Cờ Ho dưới chân núi Lambiang. Những hạt cà phê làm ra thành phẩm rất đều và đẹp. Qua cái quá trình mà làm đó, thì các hộ dân họ thấy cái lợi ích mà cái mô hình đem tới đó. Thì bây giờ đã có nhiều hộ họ tham gia đó, trong cái quy trình này. Để có sản phẩm sạch, các diện tích cà phê trồng đều nghiêm cấm dùng thuốc diệt cỏ, khuyến khích dùng phân bón vi sinh thay phân hữu cơ. Thu hái trái phải đảm bảo độ chín trên 90% và thu hái từng trái. Cách sản xuất cà phê sạch này cho ra những sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Úc, cho thu nhập cao gấp đôi so với cách làm truyền thống. Ngày xưa thì mình hay ca thì mình tuốt luôn, như vậy mình bán thì rẻ hơn. Thì ngày này thì làm hai lựa từng trái như vậy, xong rồi làm hạt như vậy để bán thì lợi hơn. Hiện nay cái thương hiệu cà phê Arabica của Lạc Dương đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là cái thương hiệu cà phê. Và tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục là vận động bà con thành lập một số cái tổ hợp tác nữa. Và chủ trương của huyện cũng như là của thị trấn thì sẽ xây dựng cái thương hiệu này thật là bền vững. Hiện trên địa bàn thị trấn, bà con đồng bào trồng cà phê đang từng bước thay đổi cách làm và cho hiệu quả cao gấp nhiều lần so với trước đây. Năm 2016 vừa qua thì sản lượng khai thác thủy sản ở Phú Yên tăng khoảng 10.000 tấn nhờ nỗ lực của ngư dân, đặc biệt là đội tàu công suất lớn. Năm 2016, toàn tỉnh Phú Yên khai thác được hơn 67.000 tấn hải sản các loại, tăng khoảng 10.000 tấn so với sản lượng dự tính. Nguyên nhân là năm 2016, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương chuyển nghề sang nghề lưới vây khơi và mảnh chụp. Ngoài ra, thì 9 tàu công suất từ 700 mã lực trở lên được đóng mới theo Nghị định 67 chuyên nghề lưới vây và mảnh chụp đi vào hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao, cũng góp phần làm gia tăng sản lượng thủy sản của Phú Yên trong năm qua, tạo đà phát triển nghề lưới vây khơi trong năm 2017 này.
Còn tại tỉnh Ninh Thuận thì vụ cá nam từ tháng 7 cho đến tháng 10 vừa qua tại các ngư trường thì liên tục xuất hiện nhiều đàn cá nổi với trữ lượng lớn, tạo thuận lợi cho việc đánh bắt. Tổng sản lượng khai thác hải sản của tỉnh này năm 2016 vừa qua nhờ vậy cũng đạt khoảng 89.000 tấn. Vụ cá nam năm 2016 liên tục xuất hiện nhiều đàn cá nổi với trữ lượng lớn, nhiều ngư dân trúng đậm. Ông Võ Xuân Lanh ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải cho biết, có mẻ lưới, tàu ông bắt cả chục tấn hải sản với giá bán từ 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg cá. Trừ đi chi phí một chuyến biển, ông lãi hàng chục triệu đồng. Chúng anh em trong địa phương cũng vậy. Trước nào may gặp 5-7 tấn, 4-5 tấn, 7-8 tấn, chục tấn rồi. Cũng vụ cá nam vừa qua, tàu cá của anh Toàn có kế hoạch vươn khơi đánh bắt 7 ngày. Nhưng vừa đi hơn nửa ngày đường, anh may mắn gặp đàn cá nổi. Ngay mẻ lưới đầu tiên đã đạt sản lượng trên 5 tấn cá nục nên anh cho tàu quay về bờ bán cá. Chuyến biển đó anh Toàn lãi trên 90 triệu đồng. Trong một chuyến đi vậy là có thể là tụi tôi đi tới 5 ngày hoặc là 7 ngày. Như riêng bữa nay thì nói chung là được ra được biển thì nói chung là mới ra chiều 1 giờ đi. 10 giờ tôi làm lưới mới tới sáng thì được 5 tấn. Nhờ ngư trường vụ cá nam tương đối thuận lợi nên sản lượng khai thác đến cuối tháng 12 năm 2016, toàn tỉnh Ninh Thuận ước đạt 89.000 tấn hải sản các loại, đạt 110% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, tôm, ghẹ, mực nang chiếm khoảng 10%. Bà con là có cái tích lũy và thực hiện cái đóng mới 30 chiếc. Mỗi chiếc từ 4 đến 5 tỷ và thực hiện cải hoán là 163 chiếc. Vì vậy là coi như là cái năng lực thủy sản, năng lực tàu cá đã được tăng nhanh. Đi biển có lãi, ngư dân mạnh tay vay vốn ngân hàng đầu tư hàng tỷ đồng đóng tàu mới công suất lớn và trang bị các loại ngư lưới cụ hiện đại tiếp tục vươn khơi. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về nuôi trồng thủy sản. Tại cuộc họp bàn về tình hình sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu tôm của cả nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch về con tôm theo hướng đảm bảo tính liên kết vùng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tôm nước lợ là sản phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp với giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm trên 3 tỷ đô la Mỹ. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là khu vực chiếm tỷ trọng chủ yếu về nuôi tôm với hơn 94% về diện tích và khoảng 84% về sản lượng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nuôi trồng tôm tại các địa phương vẫn còn nhiều bất cập như sản xuất còn manh mún, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, công tác tổ chức lại sản xuất, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nuôi tôm gắn với chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm. Do vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch về con tôm theo hướng dẫn, đảm bảo tính liên kết vùng, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương rà soát xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tôm nước lợ phù hợp thực tế của từng địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển tôm nước lợ, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch trung hạn năm 2016-2020. Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bổ sung các đề tài, nhiệm vụ khoa học, tập trung vào các khâu chọn tạo ra hóa giống tôm tăng trưởng, sạch bệnh và kháng bệnh, công nghệ thức ăn nuôi tôm, giải pháp kiểm soát môi trường và dịch bệnh, xử lý chất thải, công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Nuôi tôm đòi hỏi nguồn vốn lớn và chính vì vậy thì Phó Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước, các tổ chức tín dụng có cơ chế vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp, các hộ và người nuôi tôm. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nhanh chóng triển khai chính sách về bảo hiểm nông nghiệp, trong đó có bảo hiểm thủy sản, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bố trí vốn ngân sách cho các dự án nuôi và sản xuất giống tôm tập trung. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh căn cứ vào tiềm năng, điều kiện thực tế và chiến lược phát triển của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nuôi tôm, xác định rõ các mô hình phù hợp để thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển ngành tôm. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tăng cường tổ chức liên kết, xây dựng các mô hình sản xuất thủy sản, trong đó có tôm theo chuỗi, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản.
Bên cạnh hai vụ tôm sú trong vụ lúa, nông dân ở thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu thì đã áp dụng mô hình thả sen canh tôm càng xanh sau khi xuống giống lúa. Và mô hình sản xuất kết hợp lúa tôm 3 trong 1 này bước đầu đã cho hiệu quả và đang được tỉnh Bạc Liêu định hướng, nhân rộng giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Lê Văn Triều có hơn 3 hecta đất sản xuất. Những năm trước chuyên canh tôm, rồi chuyển sang mô hình hai vụ tôm kết hợp trồng một vụ lúa, song năng suất lúa đạt không cao. Vụ mùa này ông đã đắp lại toàn bộ diện tích lúa trên đất nuôi tôm, đồng thời thả kết hợp tôm càng xanh sau khi xuống giống vụ lúa. Ông Triều vừa thu hoạch xong vụ lúa, năng suất hơn 40 dạ mỗi công. Tôm càng xanh cũng đã hơn 4 tháng, dự kiến sẽ cho hiệu quả cao khi thu hoạch vào thời điểm cận Tết Nguyên đán tới đây. Năm nay thấy chúng á, nên công có 4 mấy giờ lúa đó. Năm nay nhà nước cho vụ tôm càng đó, rồi thả thấy cũng đạt, thấy cũng mà bự. Theo Ủy ban Nhân dân xã Phong Tân, so với vụ mùa năm 2015, vụ mùa năm nay việc sản xuất lúa trên đất nuôi tôm trên địa bàn xã khá thuận lợi nhờ lượng mưa nhiều. Do vậy, từ 120 ha năm 2015 đến vụ mùa năm 2016 vừa qua đã tăng lên hơn 520 ha. Thì qua cái mô hình mình thí điểm thì thấy nó đạt hiệu quả, thì sắp tới đây thì đảng ủy, ủy ban xã cũng nhân rộng mô hình này để năm tới bà con sẽ phát huy hơn nữa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, mô hình hai vụ tôm sú kết hợp với một vụ lúa cùng lúc thả tôm càng xanh trong vụ lúa là mô hình hiệu quả và khá bền vững. Trong thời gian tới, địa phương này sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyển sang những tin tức khác. Để giúp chính quyền địa phương hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí cuối cùng để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một cựu chiến binh ở Hà Tĩnh đã tự nguyện hiến 1.000 m2 đất ruộng đang sản xuất của mình. Theo cựu chiến binh Phan Huy Hùng ở thôn Vĩnh Đại, xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ, từ trước tới nay, gia đình ông sản xuất 6 sào ruộng, trong đó 2 sào ở khu vực này rất thuận tiện trong việc tưới tiêu, tiêu úng và đi lại sản xuất, năng suất lúa bình quân đạt gần 1 tấn trên 1 năm. Mặc dù vậy, để xây dựng nông thôn mới thành công, ông đã tình nguyện hiến cả khu đất này. Xây dựng nông thôn mới là một cái cuộc chính trị, một cuộc cách mạng rất lớn. Thành ra vừa trong nhất thì là để cộng, để cho làm cái xây dựng cái khu vui chơi của tuổi già. Ông Phan Huy Hùng từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Bên cạnh cựu chiến binh Phan Huy Hùng, Hội cựu chiến binh xã Đức Vĩnh cũng đã có gần 150 gia đình hội viên tự nguyện hiến đất, phục vụ cho việc mở rộng đường giao thông nông thôn, mương thoát nước thải và các công trình phúc lợi, có tổng diện tích là 3.240 m². Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm mứt chuối phồng truyền thống của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã được người tiêu dùng cả nước yêu chuộng. Và thời điểm này thì các làng làm nghề mứt chuối phồng đang vào cao điểm sản xuất, phục vụ thị trường Tết. Các cơ sở sản xuất mứt chuối phồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang hoạt động hết công suất để đủ hàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp tới. Sản lượng mứt ra lò tăng gấp rưỡi ngày thường. Các cơ sở cho biết, hiện giá các nguyên liệu làm mứt cũng đã tăng nhẹ như đường, mè, đậu phộng, chuối, mãng cầu. Nhưng giá mứt vẫn được giữ ổn định như mứt mãng cầu với giá là 45.000 đồng một hộp, mứt khóm là 40.000 đồng một hộp và mứt chuối là 35.000 đồng một hộp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ba Sạch. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây thì đội cảnh sát môi trường công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất chế biến nước mắm Anh Huy có hành vi pha nước mắm cốt với nước lã để bán ra thị trường để tiêu thụ. Cơ sở sản xuất nước mắm Anh Huy có địa chỉ tại tổ 34, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai do Trần Mạnh Hoàn, 36 tuổi, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa làm chủ. Theo chủ cơ sở, nước mắm cốt được thu mua từ một công ty ở Phan Thiết, sau đó pha chế với nước lã, muối, đường, rồi bán ra thị trường với giá từ 7 đến 10.000 đồng một lít. Trong đó, muối tinh được mua từ Trung Quốc về tự đóng gói. Tất cả các sản phẩm nước mắm, muối và giấm đều được cơ sở này tự đóng gói, gắn nhãn mác Anh Huy. Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở Anh Huy, lấy các mẫu đi kiểm nghiệm để đưa ra hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây thì đội cảnh sát kinh tế công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hương sinh năm 1977, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ đang đóng gói các loại hộp mứt phục vụ Tết Nguyên đán không rõ nguồn gốc.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 2.347 hộp mứt thành phẩm và 4 thùng các tông đựng mứt nguyên liệu. Tổng trọng lượng lô hàng này khoảng 700 kg. Bà Nguyễn Thị Hương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, đồng thời khai nhận là đã mua trôi nổi trên thị trường, sau đó mang về cơ sở của mình để đóng gói, vận chuyển mang đi tiêu thụ tại các tỉnh vùng Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội còn hơn 1.000 điểm giết mổ không được kiểm soát. Đó là thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại cuộc làm việc vào chiều ngày 6 tháng 1 giữa đoàn giám sát của Quốc hội với Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trước thực trạng trên, năm 2017, Hà Nội sẽ xây dựng 4 trung tâm liên quan đến giết mổ, sau đó sẽ đưa những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào hoạt động trong 4 trung tâm này và dừng hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không kiểm soát được chất lượng. Trong năm 2017, Hà Nội cũng tập trung phát triển các cửa hàng tiêu thụ liên kết với các vùng trồng rau quả sạch, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo phương thức hậu kiểm. Cũng tại buổi làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội với Hà Nội trong chiều ngày hôm qua mùng 6 tháng 1, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm của Hà Nội đã đến giới hạn đỏ. Hiện tại thì Hà Nội đang phải nhập 40% rau từ các tỉnh khác và số rau này liệu có kiểm soát được hay không? Từ đó thì Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin khác. Thưa quý vị, hiện nay sản xuất nông nghiệp của Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực phẩm của thị trường, còn 40% còn lại là từ các tỉnh thành khác đưa về. Trong năm 2016, thì ngành nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với 22 tỉnh thành đưa hàng trăm sản phẩm đặc trưng của các vùng miền giới thiệu và tiêu thụ tại thị trường thủ đô. Và ngành nông nghiệp Hà Nội khẳng định các sản phẩm liên kết này đều rõ nguồn gốc xuất xứ và có kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô. Đây là buổi làm việc giữa Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng. Đại diện các cơ sở sản xuất nông sản tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay những sản phẩm nông sản như là hạt dẻ trúng khánh, miến rong, lạp sườn, thịt lợn sông khói, bí thơm đều được sản xuất sạch theo sự giám sát của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cái khó khăn lớn nhất của họ chính là khâu tiêu thụ. Ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng mong muốn được hợp tác, kết nối đưa sản phẩm về Hà Nội, qua đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. Xuống đến đây thì cũng mong rằng là ở dưới này sẽ biết đến cái miến rong của hợp tác xã miến rong Ngắn Lại, và cái rong riềng này nó trồng lâu ngày, nó hàng 9 tháng thế là mới thu hoạch từ củ về, là qua mấy nghìn là không có dùng một cái gì hết. Lần này lần thứ tư cùng với bà con với lại các đơn vị trong ngành về an toàn thực phẩm đưa những sản phẩm Cao Bằng đến với thủ đô Hà Nội. Hy vọng lần này hai địa phương kết hợp với bà con ở những vùng có điều kiện để sản xuất những cái sản phẩm mà hiện đã giới thiệu và đảm bảo với về an toàn thực phẩm, chất lượng, và làm nào đó hy vọng là Tết này bà con thủ đô được sử dụng những sản phẩm sạch của chúng tôi. Cao Bằng là một trong 22 tỉnh thành được kết nối đưa nông sản thực phẩm an toàn về thủ đô trong năm 2016. Để những sản phẩm kết nối thực sự an toàn đến tận tay người tiêu dùng, ngành nông nghiệp Hà Nội cùng với ngành nông nghiệp của 22 tỉnh thành đã thiết lập chuỗi giá trị sản phẩm và tiêu thụ từ khâu đầu đến khâu cuối, từ nuôi trồng, thu hoạch, chế biến đến tổ chức phân phối, theo hướng xây dựng được quy trình sản xuất mang lại những hàng hóa chất lượng cao. Tất cả những cái sản phẩm ở đây thì đều là sản phẩm liên kết như thế, nên là hàng tuần, hàng tháng chúng tôi đều có tổ chức những cái sự kiện để cho nhà cung cấp các tỉnh, các địa phương đến để tư vấn giới thiệu cho người tiêu dùng thủ đô. Về cung cấp thì khâu quan trọng đó là khâu quản lý chất lượng. Thì sản phẩm thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh để tiến hành tổ chức kiểm tra, lấy mẫu và xét nghiệm, phân tích những cái dư lượng kháng sinh trong thịt, rồi thì dư lượng bảo thực vật trong rau. Thì qua một năm chúng tôi thực hiện thì phải nói là các tỉnh đã thực hiện tốt cái quy trình sản xuất an toàn. Năm 2017, Hà Nội và các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện ký kết cung ứng chuỗi nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm cho thị trường thủ đô. Rau mầm được biết đến là loại thực phẩm có nhiều dinh dưỡng và đang được khá nhiều hộ gia đình sử dụng cho các bữa ăn hàng ngày. Những cây rau mầm được chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng để tạo ra sản phẩm rau mầm đảm bảo an toàn. Sau đây thì mời quý vị cùng xem cách một người nông dân ở Thường Tín, Hà Nội đang trồng rau mầm như thế nào. Đây là mô hình trồng rau mầm của gia đình chị Bùi Thanh Hà ở xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Mọi công đoạn đều được chăm sóc tỉ mỉ, đặc biệt là việc cung cấp nước cho các khay rau. Một hệ thống tưới nước phun sương được lắp đặt để điều tiết nước cho rau.
hệ thống phun sương giúp nước được phân bố đồng đều khắp khu trồng rau. Đặc biệt, cây rau mầm sẽ không bị dập nát. Cái tưới nước này thì không phải là mình cứ theo một cái quy trình chuẩn là ngày này tưới nước là phải tưới, mà thật ra phải cảm nhận của con người, cái người làm rau phải có cái khả năng cảm nhận tốt. Lúc nào tưới ít, lúc nào tưới nhiều và lúc nào không cần phải tưới. À, ví dụ như trên nắng thì mình cần phải tưới nhiều hơn, có thể thậm chí có những ngày nắng to phải tưới tới 2 lần một ngày. Nhưng mà những hôm mưa này thì có lẽ là hạn chế tưới, nhất là như rau nào mà còn một ngày nữa cho thu hoạch thì mình sẽ ngừng tưới, không tưới nữa. Hàng ngày, chị Hà đều dành thời gian để nhặt bỏ những cây rau bị bệnh. Nhờ đó, vườn rau nhà chị luôn đảm bảo sạch bệnh và đảm bảo chất lượng cũng như mẫu mã. Chỉ từ 5 đến 7 ngày tính từ lúc gieo là rau mầm đã cho thu hoạch. Trong quá trình chăm sóc rau mầm, chị Hà chỉ tưới nước vừa đủ cho cây mà không phải bón bổ sung bất kỳ nguồn dinh dưỡng nào khác hay sử dụng bất cứ một loại thuốc hóa học nào để phun. Hiện tại, cơ sở trồng rau mầm của gia đình chị Hà đã được Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau mầm và được cấp chứng nhận Việt Gáp. Sau khi đã trồng ra cây rau mầm rồi, cây rau mầm đẹp rồi bán ở đâu? Đấy là rất khó. Mình đi các thị trường chợ đầu tiên thì không một người nào biết cây rau mầm là cái gì. Hỏi họ, hỏi rất nhiều nhưng rồi cũng hay mua, đi khắp nơi để bán, không bán được. Qua khoảng một tháng đi giới thiệu rồi tư vấn cho người ta và dần dần cũng lại có người tiếp thụ và nhận ăn rau mầm của mình. Hiện tại, chị Hà đang trồng các loại rau mầm như củ cải trắng, củ cải đỏ, rau muống, rau mồng tơi, cải xanh. Tùy vào từng loại rau, giá bán dao động từ 80 đến 140.000 đồng 1 kg. Mỗi một tuần có thể sản xuất ra 7 tạ rau mầm, số tiền thu về khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Quý vị hãy theo dõi bản tin Ba Sạch của chúng tôi mỗi ngày để cập nhật những thông tin về các mô hình sản xuất sạch và an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.